Mình tên là Trọng Thị Hoàn, năm nay mình 48 tuổi. Mình công tác ở Học viện Chính trị Quân sự, là một quân nhân chuyên nghiệp. Mình có hai con sinh đôi tên là Đỗ Trung Hiếu và Đỗ Trung Nghĩa. Năm nay hai con đã 11 tuổi. Mình đã bàn với anh xã và cũng được ông xã ủng hộ. Đã đến lúc mình phải đầu tư cho con rồi. Vì là nếu con lớn thêm thì con sẽ bị chi phối rất nhiều môn học, mà tuổi của con phát âm rồi nghe nói càng khó hơn. Cho nên độ tuổi đầu tư cho con tốt nhất là từ 10 đến 16 tuổi. Nên mình đã quyết định là đầu tư cho con. Và mình đã chọn Red. Mình cũng rất là vui khi các con học ở Red. Một thời gian mình thấy các con rất tiến bộ, tiến bộ rõ rệt hơn, bởi mình thấy các con là ham học hơn, say mê hơn và năng viết hơn. Rồi các con ở nhà thường thường trao đổi bằng tiếng Anh. Công việc của mình ấy thì là một nữ quân nhân. Công việc nhiều lúc cảm thấy rất là vất vả, nhưng về đến nhà thật sự là mình cũng bớt mệt mỏi đi hẳn, bởi vì đã có hai con đang trao đổi tiếng Anh. Hello Nghĩa. Hello Hiếu. Do you love English? Yes. Oh, why? Because I love my, it's very fun, and I love my teacher, and I love friend. Okay. Được gắn bó với Red, được gửi con ở Red, đó là một địa chỉ mà mình thật sự là tin cậy.